Chỗ này là mới có nửa mặt thôi các bạn nhé. Bệnh nhân nam 18 tuổi. Da dầu. Nhìn xa thì cũng đây, mặt đây, nửa mặt đây. Nửa mặt của bạn ấy đây. Nửa mặt. Đây chỉ là mới là nửa mặt nhé. Rất già. Ôi. Không tí chảy máu. Lâu lắm rồi. Cháu đã đi lấy nhân mụn lần nào chứ cháu? Chưa. Lấy nhân mụn này xong là về bôi thuốc. Về bôi thuốc cô ok. Tháng sau cảm nhận nó khác nhé. Nước sạch mặt. Nếu các bạn ở xa thì cũng chỉ cần 2-3 tuần một lần thôi. Việc mình lấy nhân mụn sạch sẽ thì nó sẽ giải phóng hay đưa thuốc vào, nó sẽ thấm sâu hơn. Những bạn nào ở xa thì mình sẽ hướng dẫn cách chăm sóc da tại nhà. Nhiều mụn trứng cá ẩn, đồ đen, da dầu. Như các bạn biết đấy, bốn nguyên nhân gây ra mụn thì nhất là dày sừng năng lông, thứ hai là sự phát triển của tuyến bã tuyến dầu, thứ ba nữa là sự phát triển của vi khuẩn acne, thứ tư là sự bội nhiễu của các vi khuẩn khác. Vậy thì muốn điều trị được dứt điểm thì chúng ta phải tấn công cả vào bốn cái cơ chế đấy. Đấy là nói về thuốc bôi và thuốc uống. Đồng thời nữa, cái việc quan trọng nữa đối với bệnh nhân trứng cá là cần phải có một cái kế hoạch chăm sóc da tại nhà đúng. Các bước chăm sóc da tại nhà: buổi sáng dùng sữa rửa mặt, cho nước hoa hồng để cân bằng độ ẩm, độ pH ở trên da, giảm tình trạng tiết dầu, cho bôi kem. Các bạn thấy rằng là đối với da mụn ấy, vì sao mà cứ để lại thâm? Bởi vì khi bị mụn tại những cái tổ chức viêm đấy, tại những tổ chức viêm thì nó mất đi cái tế bào sừng bên ngoài, mất đi cái hàng rào bảo vệ, melanin tăng sinh, như vậy vì thâm. Vậy thì đối với các bệnh nhân có mụn trứng cá thì vẫn bắt buộc phải dùng kem chống nắng. Tuy nhiên, cái việc dùng kem chống nắng đối với bệnh nhân trứng cá là phải cái kem chống nắng đấy có thêm chỉ số SPF để chống lại cái tia UV không bị thâm. Nhưng tuy nhiên là da dầu, cho nên phải dùng kem chống nắng dành cho da dầu thông thoáng để khi bệnh nhân dùng không cảm thấy rít, bít tắc hay là nhờn bóng. Nhớ. Đấy là vai trò kem chống nắng. Buổi trưa thì tùy kế hoạch chăm sóc, mình có thể làm sạch da dùng lại kem chống nắng lại. Buổi tối thì phải tẩy trang các bạn nhé. Các bệnh nhân trứng cá của mình nhớ là phải tẩy trang. Tẩy trang như thế thì làm sẽ làm sạch sâu được, lấy đi được những các bụi bẩn sâu ở trên da. Sau đó thì mới dùng đến sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt cho da dầu. Đó, đây là tình trạng da của bạn nam này. Mẹ lưu lại hình ảnh. Sau 1 tháng điều trị nó sẽ khác hơn rất nhiều. Sau lại cân bằng bằng nước hoa hồng, tẩy trang dùng sữa rửa mặt buổi tối, xong cân bằng nước hoa hồng, sau đó lại bôi thuốc mụn. Những bạn mà bôi thuốc mụn mới trong 1 tuần đầu tiên
đa số cái tỷ lệ bị gọi là ứng nhẹ, có thể gây hơi khô da, đặc biệt cái mùa này thời tiết hanh khô, hơi khô da thì mình có thể bôi thêm dưỡng ẩm hoặc là bôi một lớp mỏng hơn hay bôi cách ngày cho mình. Những bệnh nhân da mà không có gì, có khi bôi mới bôi thuốc rồi vấn đề gì thì cứ inbox cho mình sẽ tư vấn. Nhớ rằng bệnh nhân chứng cá là cái việc chăm sóc da tại nhà là vô cùng quan trọng. Bất kỳ một cái sản phẩm như mình vẫn nói, bất kỳ cái sản phẩm gì đối với bệnh nhân chứng cá và đưa lên da là phải rất cẩn thận. Còn nguy cơ gây viêm, gây chứng cá tăng lên, tăng thêm. Đó, đây là mới nửa mặt nhé, bạn thấy không? Có xứng đáng đồng tiền bát gạo không? Mới nửa mặt và đầy tay của một em nhân viên rồi, đầy tay em kỹ thuật viên. Đó. Và cái việc lấy những cái nhân chứng cá này cần phải đảm bảo như là lấy một chăm sóc một cái vết thương, đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn đúng quy trình. Bởi vì rõ ràng là chúng ta cũng đưa ra một cái tổn thương nhỏ ở trên da, đúng không? Vậy thì cái việc đảm bảo đúng nguyên tắc vô trùng quan trọng. Không những cải thiện được làn da mà còn không tránh tình trạng lây chéo. Đến với Dr. Kim thì bên mình đảm bảo cái quy trình chuẩn y khoa. Chuẩn y khoa ở đây là từ từng các bước đến các sản phẩm sử dụng, đến những cái dụng cụ được hấp sấy. Cây lặn mụn thì mỗi mỗi bệnh nhân dùng một cây một lần và vứt đi luôn. Trước khi lặn mình cũng cho vào hấp sấy nhưng mà cũng chỉ dùng một lần cho vứt đi luôn. Đây là một bộ chăm sóc da mụn. Đó, các bạn thấy mỗi bệnh nhân đến là sẽ có một bộ chăm sóc da mụn như này riêng. Thanh niên rất dũng cảm. Vậy cho xem cái tay để lấy nghị lực chịu đau. Mai lấy về chắc nhẹ mặt. Xin chào cả nhà, cảm ơn các bạn đã xem livestream. Hẹn gặp lại các bạn trong cái livestream tiếp theo. Có bất kỳ thắc mắc gì có thể inbox hoặc nhắn tin trên page của mình sẽ tư vấn giải đáp thắc mắc, hỗ trợ các bạn trong quá trình điều trị. Địa chỉ bên mình là tòa HH01 sảnh B, chung cư 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Số điện thoại các bạn có thể điện thoại trực tiếp vào hotline trên page Dr. Kim hoặc điện thoại vào mình ở bác sĩ Ngát 0986232955. Facebook cá nhân có thể liên lạc với page hoặc là Facebook cá nhân của mình là Ngát Quản. Cảm ơn các bạn.